Sáng nay, Triều Tiên xác nhận đã tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược Wasu-2 vào ngày 30 tháng 1 nhằm tăng cường khả năng phản công và nâng cao sức mạnh tấn công của quân đội nước này. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết vụ phóng thử nghiệm diễn ra ở biển Hoàng Hải và không ảnh hưởng đến an ninh của các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, bản tin không tiết lộ thông tin chi tiết, bao gồm số lượng tên lửa được phóng và khoảng cách chúng bay được. Trước đó, hôm 30 tháng 1, hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố của chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một số tên lửa hành trình ra vùng biển phía Tây của nước này. Bức ảnh do KCNA công bố cho thấy tên lửa hành trình Hwasan-2 bay ở độ cao thấp. Tên lửa này sử dụng động cơ phản lực, bay thấp và cơ động, khiến chúng khó bị radar phát hiện và đánh chặn. Các sọc trắng hiện rõ trên thân tên lửa giống với hình dáng của tên lửa hành trình Hwasan-1 được phóng trước đó. Triều Tiên lần đầu tiên bắn thử tên lửa hành trình Hwasan-1 và Hwasan-2 vào tháng 9 năm 2021 và tháng 1 năm 2022, được cho là có tầm bay bình thường là 1.500 km và 2.000 km tương ứng. Loại tên lửa này không vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, nhưng nó có thể trang bị đầu đạn hạt nhân.